chào quý vị, chào các bạn. Mình là dược sĩ Ngọc Bé, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh YouTube của mình. Ở trên tay mình đây là sản phẩm thuốc mỡ ốc tra Cortea. Đây là một dạng thuốc được bào chế ở dạng thuốc mỡ, dùng để bôi ở ngoài da, bôi ở niêm mạc ở trong miệng. Có tác dụng tại chỗ để điều trị tạm thời những triệu chứng như là viêm, lở loét ở trong miệng, phồng rộp và đau rát ở trong miệng. Do bất kỳ nguyên nhân như là thời tiết nóng hoặc là do cơ thể nóng khát gây nên, hoặc là do chế độ ăn uống, chúng ta ăn nhiều những đồ ăn thức uống có tính nóng mà cơ thể lại không thích hợp sẽ dẫn tới những tình trạng vết lở loét ở trong miệng và trong lợi. Một số trường hợp thì do những cái hiện tượng bị nhiễm khuẩn dẫn tới là bị viêm ở trong khoang miệng thì cũng dẫn tới những vết lở loét, sưng ở chân răng. Một số trường hợp thì do chấn thương cũng dẫn tới những vết lở loét, rách ở trong khoang miệng. Vậy thì với bất cứ một nguyên nhân nào khi đã có những vết viêm, vết lở loét ở trong khoang miệng thì đều dẫn tới cái tình trạng bị đau rát cho người bệnh và ảnh hưởng tới sức khỏe do ăn uống kém. Vậy thì ngoài việc xác định rõ nguyên nhân để điều trị theo chỉ định của bác sĩ, thông thường thì bác sĩ hay chỉ định cho bệnh nhân sử dụng thêm cái loại thuốc mỡ ốc tra Cortea dùng để bôi ở tại chỗ. Có tác dụng là giúp giảm nhanh những triệu chứng nóng rát phồng rộp ở trong miệng và bao che những cái vết loét, vết viêm ở trong miệng giúp cho vết thương nhanh lành hơn. Thuốc mỡ ốc tra Cortea được bào chế từ thành phần chính là triamcinolone, acetonide và một số những thành phần tá dược khác nữa. Khi sử dụng thuốc mỡ ốc tra Cortea để bôi lên những vết thương, vết lở loét ở trong miệng, nó sẽ có tác dụng là ngăn chặn cái sự phát triển của vi khuẩn và làm giảm cái hiện tượng đau rát, sưng nóng, phồng rộp ở tại chỗ. Nhờ có tác dụng này mà thuốc mỡ ốc tra Cortea thường được chỉ định để điều trị trong những trường hợp bị viêm miệng, lở loét ở trong miệng, nóng nhiệt ở trong miệng hoặc là các vết thương, vết loét, vết rách ở trong miệng do chấn thương gây nên. Vậy những trường hợp bệnh nhân nào thì không được sử dụng sản phẩm thuốc mỡ ốc tra Cortea? Đó chính là phần chống chỉ định của thuốc. Thứ nhất là thuốc mỡ ốc tra Cortea này không được sử dụng cho những bệnh nhân bị mẫn cảm với thành phần hoạt chất triamcinolone hoặc là một số những thành phần tá dược có chứa trong thuốc. Thứ hai là những trường hợp bị tổn thương do nấm, do bạch biến, do hép hoặc là khối u, mụn trứng cá, loét hạch thì cũng không được sử dụng thuốc mỡ ốc tra Cortea. Cách dùng và liều dùng của thuốc mỡ ốc tra Cortea. Thuốc này dùng để bôi ở ngoài da lên những vết thương bị loét hoặc là những vết viêm, vết lở loét ở trong miệng với một hàm lượng nhỏ và mỏng nhất có thể. Trung bình thì mỗi ngày sử dụng 3 lần, sáng, trưa, tối sau các bữa ăn khoảng 30 phút. Buổi tối thì các bạn nên bôi thuốc vào những vết thương, vết lở loét ở trong miệng trước khi đi ngủ. Mục đích là để thuốc tiếp xúc được với vùng da bị lở loét, bị thương lâu hơn thì sẽ tăng tác dụng của thuốc lên. Còn nếu như bôi thuốc xong mà các bạn ăn uống thì cái lượng thuốc nó sẽ trôi đi vào trong dạ dày và làm giảm tác dụng của thuốc. Bởi vì đây là một loại thuốc có tác dụng tại chỗ cho nên là cần phải để thuốc được tiếp xúc với vết thương, vết lở loét lâu hơn thì nó sẽ tăng được cái khả năng tác dụng của thuốc. Trung bình thời gian sử dụng thuốc mỗi một đợt từ 3 cho tới 5 ngày tùy từng trường hợp. Khi sử dụng sản phẩm thuốc mỡ ốc tra Cortea cần chú ý những điều như sau. Thứ nhất là các bạn không nên sử dụng một lượng thuốc lớn trong thời gian kéo dài. Thứ hai là sản phẩm thuốc mỡ ốc tra Cortea này không sử dụng cho đối tượng là phụ nữ có thai và cho con bú. Thứ ba là sản phẩm thuốc mỡ ốc tra Cortea không sử dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi bởi vì đối với đối tượng trẻ em dưới 3 tuổi thì thông thường chưa có ý thức sẽ dẫn tới là khi bôi thuốc vào trong miệng thì trẻ sẽ nuốt ngay và không lưu lại thuốc được ở vùng da bị tổn thương. Và một chú ý nữa là nói về vấn đề tác dụng phụ khi sử dụng thuốc mỡ ốc tra Cortea. Nói chung, đây là một dạng thuốc mỡ dùng để bôi ở ngoài da và có tác dụng tại chỗ. Thường thì thuốc dung nạp rất tốt và rất hiếm khi gặp những trường hợp xảy ra những tác dụng phụ khi sử dụng thuốc. Rất ít trường hợp gặp những tác dụng phụ xảy ra ở tại chỗ khi bôi thuốc là ban đỏ hoặc là nóng, ngứa, rạn da ở vùng bị bôi thuốc. Nếu như trong trường hợp các bạn sử dụng thuốc mà gặp bất cứ một tình trạng dị ứng hoặc là một cái tác dụng phụ không mong muốn nào đó xảy ra, kể cả là những tác dụng phụ mà mình không nêu ở trên, thì các bạn hãy dừng sử dụng thuốc lại và xin tư vấn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Và một điều chú ý nữa là trong quá trình sử dụng thuốc mỡ ốc tra Cortea để điều trị những vết viêm, vết lở loét ở trong miệng do nóng khát ở trong người thì các bạn cần phải kết hợp với một chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ rau xanh, cung cấp đầy đủ các loại vitamin như là vitamin C, vitamin PP và các bạn nên uống nhiều nước. Một chú ý nữa là về vấn đề lưu ý khi mua và cách bảo quản thuốc mỡ ốc tra Cortea. Quý vị và các bạn hãy tìm mua thuốc mỡ ở những nhà thuốc, những quầy thuốc ở trên cả nước thì đều có bán. Hiện tại thì ở trên thị trường có cái dạng đóng hộp của nhà sản xuất là một hộp gồm có 30 gói, mỗi gói 1 gram thuốc mỡ ốc tra Cortea.
Ngoài ra thì có dạng đóng típ của nhà sản xuất, mỗi một típ gồm có 15g hoặc là 20g thuốc mỡ Octagatia. Tuy nhiên thì theo kinh nghiệm thực tế của mình, khuyên các bạn là nên mua dạng thuốc mỡ ở dạng đóng gói, bởi vì nó sẽ thích hợp với mỗi một đợt sử dụng, các bạn dùng từ 3 cho tới 5 ngày thì cái lượng thuốc này nó sẽ vừa đủ trong cái khoảng thời gian sử dụng thuốc. Và trong quá trình sử dụng, khi mà các bạn đã mở nắp tiết thuốc hoặc là cắt cái miệng của túi thuốc ra để sử dụng thì các bạn chỉ sử dụng trong vòng từ 1 tháng trở lại. Và sau khi đã lấy thuốc để sử dụng thì các bạn nên bảo quản thuốc ở trong nhiệt độ phòng mát mẻ không quá 30 độ C, hoặc các bạn có thể bảo quản thuốc ở trong ngăn mát của tủ lạnh sau mỗi lần sử dụng, và bảo quản tránh xa tầm tay của trẻ em. Trên đây thì mình đã giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tới quý vị khán giả và các bạn về một loại thuốc mỡ Octagatia. Đây là một dạng thuốc dùng để bôi ở ngoài da, có tác dụng tại chỗ, điều trị tạm thời những triệu chứng như là lở loét, viêm, nóng, nhiệt ở trong miệng và những vết thương, vết rách, vết loét ở trong miệng do chấn thương, do cơ thể nóng khát hoặc là do nhiễm khuẩn gây viêm nhiễm ở trong khoang miệng gây nên, hoặc là những vết thương, vết loét ở ngoài da. Nếu như quý vị và các bạn đang gặp cái tình trạng nóng, nhiệt, lở loét ở trong miệng thì cái sản phẩm thuốc mỡ Octagatia này sẽ giúp cho các bạn giảm ngay những cơn đau và giúp cho vết thương, vết loét ở trong miệng nhanh lành hơn. Phần trình bày của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thì hãy thật nhớ bấm like, share và nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Dược sĩ Ngọc Bé. Và đặc biệt là nhớ bấm vào biểu tượng hình quả chuông để nhận được những video xuất bản mới nhất từ Dược sĩ Ngọc Bé. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.